MU để Ronaldo tự do ra đi, PSG đàm phán hợp đồng Messi. MU để Ronaldo tự do ra đi trong tháng 1 năm 2023, PSG gặp cha Messi bàn về hợp đồng mới. Mason Mount cam kết ở lại Chelsea là những tin chuyển nhượng mới nhất hôm nay, 22 tháng 10. MU cho Ronaldo tự do ra đi trong tháng 1 năm 2023. Theo iNews, MU đang xem xét cắt giảm khoản lỗ để Ronaldo tự do ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông nếu không tìm được câu lạc bộ nào mua anh. Ronaldo đang gây ra nhiều vấn đề cho MU ở mùa giải này khiến nó trở thành một thứ độc hại tại Old Trafford. Sau khi bỏ lỡ phần lớn thời gian luyện tập trước mùa giải, Ronaldo chủ yếu được Erik ten Hag sử dụng từ ghế dự bị. Và ở trận MU20 Tottenham, Ronaldo không chỉ bỏ thẳng vào đường hầm sớm mà còn lái xe ra về luôn. Anh được cho từ chối vào sân thay người cùng Elanga và Eriksen ở phút 87. Erik ten Hag mạnh tay cấm Ronaldo tập với đội 1, loại khỏi danh sách MU làm khách đấu Chelsea ở vòng 13 Premier League. Với sự chống đối này, Ronaldo khó làm việc với Erik ten Hag và theo nguồn trên, lãnh đạo MU xem xét cho số 7 huyền thoại rời Old Trafford sớm để tránh tình hình xấu thêm. Trong trường hợp không kiếm được đội nào mua Ronaldo, MU có thể để tay săn bàn này tự do ra đi để có thể tìm được bến đỗ mới khi thị trường mùa đông mở cửa. Xếp bự PSG gặp cha Messi bàn hợp đồng mới. Lem Sport loan tin, cố vấn thể thao PSG, Luis Scamps đang bắt đầu có những cuộc thảo luận với cha Messi về hợp đồng mới với siêu sao Argentina. Thỏa thuận hiện tại của Messi với PSG sẽ hết hạn vào cuối mùa và đội bóng Paris vẫn chưa chính thức đưa ra đề nghị gia hạn. Lý do là Messi chỉ quyết định tương lai sau khi cùng tuyển Argentina tham gia kỳ World Cup cuối cùng diễn ra tại Qatar. Do vậy, mọi ký kết với PSG nếu có sẽ diễn ra trong mùa đông. Dù vậy, theo nguồn trên, cố vấn thể thao Luis Campos hiện có những cuộc đàm phán đầu tiên với cha Messi, cũng là người đại diện của chân sút 35 tuổi. Các ông chủ người Qatar được cho đã duyệt tiếp tục điền Messi trong dự án của họ. Thế nhưng, chắc chắn họ sẽ bàn về khoản lương bổng bởi vào năm sau. Messi cũng đã 36 tuổi nên không biết liệu PSG có sẵn sàng trả lương khủng cao thứ hai ở Paris sau Mbappé hay không. PSG được cho không muốn Barca có cửa đưa Messi trở lại Nou Camp. Mason Mount cam kết ở lại Chelsea. Mason Mount khẳng định anh hoàn toàn cam kết với Chelsea. Theo tiền vệ người Anh, miễn là The Blues cho thấy có thể đua tranh các danh hiệu, anh sẽ hạnh phúc chơi bóng ở Stamford Bridge. Rõ ràng tôi luôn là cậu bé Chelsea, tôi rất hạnh phúc khi ở đây. Chúng tôi đã giành được một số danh hiệu, tôi luôn muốn chiến thắng mọi thứ. Đó là mục tiêu lớn của tôi, Mao nói với Tedler. Hiện cầu thủ này đang tiếp tục đàm phán với Chelsea về hợp đồng mới khi thỏa thuận hiện tại hết hạn vào 2024. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Chelsea xem việc giữ chân Mason Mount là một trong những ưu tiên hàng đầu. Kế hoạch của ông chủ Tat đồng ý là thông báo việc ký mới, dự kiến hợp đồng 5 năm. Lương tăng từ 80.000 bảng mỗi tuần lên 250.000 bảng mỗi tuần với Mount trước năm 2023.